Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 18 giờ hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Thông tin được đăng tải trên trang các báo dinh lưu vn vietnamnet.vn, nhân dân.vn, thanh niên.vn và vietnamnet.vn. Phim Việt được đề cử tranh giải bông sen tại liên quan phim quốc tế Bangkok. Tại liên quan phim quốc tế Bangkok lần thứ 15 đang được tổ chức tại Thái Lan, bộ phim tâm lý Gia đình Memento Mori, đất của Việt Nam về các bệnh nhân ung thư đã được đề cử tranh giải hạng mục giải bông sen Lotus ở Competition dành cho những nhà làm phim triển vọng. Đây là liên hoan phim lớn nhất khu vực Đông Nam Á với tinh thần chào đón các tác phẩm có tính cá nhân cao, phá cách nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng nhất định với văn hóa bản địa. Liên hoan phim lần này đã thu hút được sự tham dự của hơn 60 bộ phim đến từ 30 quốc gia. Bộ phim Memento Mori, đất của đạo diễn Vũ Mạnh Cường là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự liên quan phim lần này. Liên quan phim quốc tế Bangkok lần thứ 10 lâm diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 2 đến 11 tháng 12 tại cụm rạp SF Cinema ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Lễ bế mạc trao giải sẽ diễn ra vào tối nay, 11 tháng 12. Các loài rùa biển tại Việt Nam đang ngày càng suy giảm. Theo kết quả nghiên cứu do UCN và Viện Nghiên cứu Môi trường Biển thực hiện, các loài rùa biển Việt Nam đang ngày càng suy giảm. Số lượng rùa lên bờ đẻ trứng giảm từ 10.000 cá thể mỗi năm vào những năm 1980 không xuống còn 450 cá thể vào năm 2019. Chiều 10 tháng 12 tại Hà Nội, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN đã tổ chức lễ tổng kết chương trình tình nguyên viên bảo tồn rùa biển, trao giải cuộc thi ký ức rùa biển. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án bảo tồn bãi đẻ rùa biển có sự tham gia của cộng đồng và giảm đánh bắt không chủ ý tại Việt Nam. Lễ tổng kết được tổ chức với mục đích nhìn lại chặng đường bảo tồn rùa biển trong 8 năm qua đồng thời là dịp để các chuyên gia tổ chức kết nối mở rộng mạng lưới tạo thêm nguồn lực cho hoạt động bảo tồn rùa biển tại Việt Nam. Một trong những lý do dẫn đến tình trạng rùa biển giảm là do khai thác quá mức các bãi đẻ rùa. Nhận thức của cộng đồng còn kém dẫn đến tình trạng đánh bắt, buôn bán bất hợp pháp rùa biển và các sản phẩm làm từ rùa. Ngoài ra, hiện tượng mất sinh cảnh, nguồn thức ăn và sự suy giảm chất lượng môi trường cũng là nguyên nhân đe dọa trực tiếp các loài rùa biển. Quyết liệt phòng chống dịch sốt xuất huyết Dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tiếp tục gia tăng thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch. Vì thế, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương cần nỗ lực hơn nữa, coi việc phòng, chống dịch sốt xuất huyết tương tự như dịch COVID-19, các đơn vị y tế cập nhật phát đồ điều trị, bảo đảm đủ quá chất, vật tư tiêu hao, thuốc, theo đúng quy định. Ngành Y tế Hà Nội cũng đề nghị chính quyền các địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào cuộc phòng, chống sốt xuất huyết tương tự như phòng, chống dịch COVID-19 phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành y tế trong việc tổ chức các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, qua đó góp phần ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và lan rộng tại địa phương mình. Tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Cuba, Mỹ khẳng định sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác. Các nhà lập pháp Cuba và Mỹ mới đây đã nhóm họp tại La Habana, khẳng định ý chí tăng cường đối thoại và hợp tác dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Thông tin từ Quốc hội Cuba cho biết, đại diện phía Cuba gồm Chủ tịch của các ủy ban hiến pháp và pháp luật José Luis Toledo, Y tế và thể thao SE La Luna, người đứng đầu tòa án nhân dân tối cao Ruben Rimizio và một số thành viên khác của hội đồng nhà nước. Phái đoàn Mỹ do các đại diện Jim McGovern, Mark Bocan và Troy A, các tư dẫn đầu, cùng các khách mời khác. Hồi tháng 11, một nhóm nhà lập pháp khác của Mỹ cũng đã đến thăm trụ sở Quốc hội Cuba để thảo luận vấn đề sản xuất lương thực. Đón tiếp các nghị sĩ Mỹ Salu Bayan, Jim và Jahana Hayes có các thành viên của Ủy ban Nông sản của Quốc hội Cuba và Phó Chủ tịch Cuba Salvador Vandes. EU thông qua gói hỗ trợ Ukraine trị giá 18 tỷ euro. Ngày 10 tháng 12, Hội đồng Liên minh châu Âu, EU cho biết đã thông qua gói văn kiện cho phép cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ tín dụng trị giá 18 tỷ euro trong năm 2023. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ước tính chính quyền Kiev sẽ cần khoảng 3 đến 4 tỷ euro mỗi tháng trong năm 2023 nhằm nỗ lực duy trì các hoạt động của chính phủ Ukraine khi tình hình xung đột có thể vẫn tiếp diễn. EU hy vọng rằng khoản hỗ trợ của liên minh này Cùng các khoản đóng góp của Mỹ và các nhà tài trợ quốc tế lớn khác sẽ giúp đạt được các mức viện trợ cần thiết dành cho Ukraine. Cuba, Mỹ khẳng định sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác. Các nhà lập pháp Cuba và Mỹ mới đây đã nhóm họp tại La Habana, khẳng định ý chí tăng cường đối thoại và hợp tác dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Thông tin từ Quốc hội Cuba cho biết, đại diện phía Cuba gồm chủ tịch của các quỹ ban hiến pháp và pháp luật José Luis Toledo, y tế và thể thao SLA Luna. Người đứng đầu tòa án nhân dân tối cao Ruben Dimitio và một số thành viên khác của hội đồng nhà nước, phái đoàn Mỹ do các đại diện Jim McGovern, Mark Bocan và Troy A, các tơ dẫn đầu cùng các khách mời khác. Thưa quý vị, dù đà nắng mưa lạnh, nhưng từ sáng sớm, cả ngàn bạn trẻ ở thành phố bên bờ sông Hàng Thơ Mộng đã xếp hàng dài chờ tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện tại ngày hội chủ nhật đó lần thứ 15, năm 2023. Năm nay, ngoài hình thức đăng ký hiến máu truyền thống, khoa huyết học bệnh viện Đà Nẵng cũng số hóa việc đăng ký hiến máu bằng mã QR. Các tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu quét mã QR, sau đó điền thông tin cá nhân vào mẫu có sẵn bằng điện thoại thông minh và nhận mã QR đăng ký. Chủ nhật đỏ là sự kiện hiến máu thường niên do báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2009 với mục tiêu tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Năm 2023, ngày hội chủ nhật đỏ dự kiến tổ chức tại 40 tỉnh, thành phố bắt đầu từ tháng 11 năm 2022 đến hết tháng 2 năm 2023. Thưa quý thính giả, ấn mình trong ngọn núi hùng vĩ tại Bản Tuần, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, đồng Ngườm ngao cách thác bản dốc chừng 3 km. Hang động này có lịch sử hình thành cách đây khoảng 300 triệu năm. Bởi sự phát hiện và đưa vào khai thác du lịch chưa lâu nên ngườm ngao vẫn giữ trọn nét đẹp hoang sơ vốn có. Ngườm ngao theo tiếng dân tộc Tài có nghĩa là hang cọp. Du khách sẽ được người dân địa phương kể nhiều câu chuyện xung quanh tên gọi hang động trong đó người ta tin rằng xưa kia có nhiều hổ dữ sinh sống ở trong động tuy nhiên một số người lại cho rằng tên gọi xuất phát từ việc đứng ở trong động nghe tiếng nước chảy quà vào nhau giống như tiếng hổ gầm nên thường gọi là hàng hổ một trong những điểm nhấn đặc biệt của động ngườm ngao cao bằng đó là màu sắc nhũ đá khác lạ điều này xuất phát từ lượng canxi chứa nhiều tạp chất khác nhau nhờ diện tích rộng lớn mà động ngườm ngao được chia thành nhiều khu vực khu tứ trụ có bốn cột đá dựng thành vách tựa cột chống trời khổng lồ Khu trung tâm có diện tích rộng nhất và khu châu báu cuối cùng. Tên gọi của khu châu báu xuất phát từ việc quy tụ nhiều tảng thạch nhũ lấp lánh, giống như vàng bạc kho báu ẩn dấu mình trong hang động. Thưa quý thính giả, không phải Singapore hay Nhật Bản, ngôi làng sạch nhất châu Á có tên Morlingong và nằm Ấn Độ. Năm 2003, Morlingong hay còn gọi là khu vườn của Chúa được tạp chí Discover India trao tặng danh hiệu ngôi làng sạch nhất châu Á. Đó là một điều kỳ lạ tại đất nước nổi tiếng với tình trạng ô nhiễm, thiếu vệ sinh như Ấn Độ. Tại Morlingong. Bạn sẽ chẳng tìm thấy chút rác nào. Vậy làm thế nào mà linh nồng có thể tạo nên một cộng đồng sạch sẽ như vậy ở một quốc gia vệ sinh luôn là vấn đề nhức nhối? Câu trả lời là hãy bắt đầu từ thế hệ trẻ. Khoảng 6 giờ 30 phút, những đứa trẻ chỉ mới 10 đến 11 tuổi trong làng sẽ cùng nhau nhặt rác. Chúng cầm chổi, quét sạch lá khô và rác trước trường học rồi đổ vào thùng rác. Không phải mọi loại rác đều được đổ một chỗ, rác được phân loại để xử lý một cách hiệu quả và tránh lãng phí. Trẻ em và người lớn cùng nhau dọn dẹp hàng ngày. Vào thứ Bảy, đôi khi, trưởng làng cũng sẽ yêu cầu họ dọn thêm như một phần của công việc xã hội phải hoàn thành vì lợi ích cho làng. Có thể nói, sự sạch sẽ đã ăn sâu vào tâm trí người dân nơi đây. Những người làm vườn tận tụy cũng giúp ngôi làng lúc nào cũng đem đến một cảm giác bình yên. Một phần nguyên do cho sự sạch sẽ này có thể là do người dân Mò Linh Nồng đều thuộc tộc Khasi. Họ sống trong xã hội mẫu hệ truyền thống. Vì người phụ nữ có vai trò đứng đầu, sự ngăn nắp gọn gàng được đề cao hơn, dù không phải điểm du lịch nổi tiếng, Mò Linh Nông được đánh giá là một trong những nơi an toàn nhất Ấn Độ. Người dân hiếu khách và sự sạch sẽ của họ là điểm cộng lớn. Bạn có thể trải nghiệm nhịp sống bình yên, không khí trong lành khi tới đây. Trong ảnh, cây cầu tự nhiên từ bộ rễ cây điểm đến yêu thích của du khách tới ngôi làng này. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2022 thân mến chào tạm biệt